Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái phương thức để nhận được cái mã pin này nhé. Mã pin này thì để nhận được cái mã pin này thì mình mất rất nhiều thời gian các bạn, mất rất nhiều thời gian và suýt nữa là mất nha các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm để các bạn có thể nhận được cái mã pin của Google gửi về. Đấy, khi các bạn làm YouTube thì nó là một cái thành quả rồi, cái thành quả các bạn làm được. Và khi mà các bạn gửi các cái mã pin về, nó cũng về đến địa điểm của mình rồi nhưng lại không, nó lại bị thất lạc. Đấy, thế thành quả của mình nhiều khi là nhiều bạn là không biết, là coi như là bỏ mất. Đấy, thì trước tiên ấy là cái ô mà để mà gửi về ấy, trước tiên các bạn tạo tài khoản rồi đúng không, người ta đã báo là gửi về rồi, thì cái ô mà thứ hai ấy, dòng địa chỉ thứ hai ấy, các bạn ghi cho mình thêm cái dòng số điện thoại của mình vào nhé, thêm cái số điện thoại mình và ghi vào làm ơn là gửi gọi điện cho tôi nha, làm ơn gọi điện cho tôi. Và sau tiếp theo ấy là khi mà các bạn đã nhận được cái thông báo là mã pin đã được gửi về rồi, thì trong vòng khoảng độ 1 tháng lùi thì mã pin sẽ được gửi về cái bưu điện của mình nhé, cái bưu điện mà các bạn đăng ký. Thì khi mà gửi về ấy, thì các bạn nhìn này, nó căn bản là cái thư này ấy, của nước ngoài nó gửi về, các bạn nhìn này, toàn là tiếng Anh thôi, toàn tiếng Anh thôi. Đấy, thế thành ra là có đọc một cái là có một cái dòng là tiếng Việt đấy, nhưng là không có số điện thoại đấy, nên đâm ra các bạn phải ghi thêm một cái dòng số điện thoại vào để cho người ta gửi về sau cái dòng địa chỉ thứ hai nhé, để người ta gọi điện về. Và nhiều người ấy, họ nhìn thấy cái thư như này này, họ lại tưởng là thư rác, bưu điện, nhân viên bưu điện nhé, họ tưởng là thư rác là nhau, họ không gửi cho mình đâu, bởi vì là mình đã bị cái thư này của mình được gửi về rất lâu rồi, được gửi từ 4 đến 6 tháng rồi mà mình không nhận được. Thế hôm nay mình mới ra bưu điện, thì mình mới yêu cầu bưu điện là mình hỏi bưu điện. Trước tiên là các bạn ra bưu điện nhé, các bạn hỏi bưu điện là xem là bên có cái thư nào của mình gửi về không, và đọc tên tuổi này, địa chỉ các thứ này. Nếu như bưu điện mà vẫn không biết thì các bạn bảo là thư của Google Adsense nhé, của Google, và các bạn có thể là chụp ảnh cái bức thư này của bên mình này, các bạn đưa cho họ xem đấy có cái thư nào như này gửi về không, và các bạn vào các bạn tìm nhé. Đấy, nếu mà bưu điện vẫn còn thắc mắc ấy, thì các bạn bảo luôn là thư được gửi về từ Malaysia hoặc là từ Singapore nhé. Như thư của mình đây này, của mình được gửi về từ Malaysia này, các bạn thấy không, từ Malaysia này. Đấy, từ Malaysia hoặc Singapore. Đồng thời ấy, nếu mà bưu điện vẫn không bảo là không có ấy, thì các bạn yêu cầu là vào để em xem thư, các cái thư là thư gửi về, bởi vì thư của em bị thất lạc. Nhiều khi cái tên này này, cái tên này nó hơi sai một chút này, ví dụ như là của mình là Trần Văn Tiệp đúng không, nhưng mà đây lại gửi là Trần Văn Nam, bởi vì cái tài khoản asset trước là thằng em mình đã lập. Đấy, thế thành ra là các bạn nhận được cái thư này, các bạn vào, nếu mà trường hợp mà người ta vẫn không nhận ra ấy, thì các bạn có thể là yêu cầu vào để có thể là tìm thư của mình nhá. Như hôm nay mình vào vẫn có tận hai thư như thế này nha các bạn nhé, đang bị tồn trong kho. Có một lá thư của một bạn khác nữa ấy, thì đang có cả số điện thoại nhé, có cả số điện thoại nhưng người ta không gọi điện về, bởi vì ta nhìn mấy cái dòng trên này, nó giấu số điện thoại trong đây này, nó ghi nhỏ nhỏ trong này, thành ra là mình không, nhân viên bưu điện nhìn không nhìn, không để ý đến nên không gọi về. Hoặc là người ta cũng vì lý do là có thể là cái thư này ấy, khi người ta mình nhận ấy, là thư miễn phí nha các bạn nhé, thư miễn phí không có 1.000 nào trong này cả, tức là người ta chỉ việc chuyển thôi, người ta không được nhận một đồng nào hết, thế thành ra người ta không có động lực để ta gọi điện cho mình. Đấy, và nếu mà các bạn để lâu ngày quá thì người ta sẽ tưởng là thư rác hoặc là thư bỏ đi hoặc là thư gì đấy, thì người ta sẽ bỏ đi luôn nha, người ta sẽ bỏ đi và thành ra là mình sẽ bị mất thư. Đấy, và đến mỗi lần mình yêu cầu người ta gửi lại thư thì thư về người ta cũng có tình trạng như thế này. Hôm nay mình gặp là hai cái thư như thế này luôn, của bạn khác nhé, cũng bị bỏ xóa, mặc dù có số điện thoại đã không gọi điện. Đấy, như mình bảo đấy, vì nhiều lý do. Thì cái lý do chính ấy, mình nghĩ là một là người ta tưởng thư rác, cái thứ hai là cái số điện thoại người ta để lấp ở trong này người ta không gọi được này. Cái thứ ba ấy là cái thư này của mình ấy, họ không được tiền. Đấy, không được nhận tiền nên thành ra họ không gọi điện cho mình nha. Đấy, thì cái kênh YouTube của mình ấy thì bật kiếm tiền thì cách đây khoảng độ hơn nửa năm rồi. Đấy, nhưng mà vì lý do là thư asset này mình chưa được nhận được, thế thành ra là mình vẫn chưa kiếm đồng nào của YouTube hết nha các bạn nhé. Đấy, thì đây là mình chia sẻ cho các bạn các cái kinh nghiệm để các bạn có thể là nhận ra bưu điện để mà nhận thư.
khi mà chẳng may mà thư nó chưa về được bên bên mình đấy. Thì hôm nay chính thức thư của mình đã về rồi, mình cũng chưa bóc ra các bạn thấy không. Đây, mã pin của mình nó sẽ nằm ở bên trong này đấy. Thì mình cũng chỉ chia sẻ các bạn là cách để có thể đi ra bưu điện để hỏi thư của mình thôi, thư asset thôi. Rồi, chúc các bạn là thành công nhé.